Xin chào các bạn, xin chào các bạn đã đến với kênh Minh Trần Cuộc Sống Vùng Quê Mỹ. Hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm đậu mầm quả lan nha các bạn. Thì đây là những hạt giống nè các bạn. Đây là những hạt giống mà Minh đã có do Minh thu hoạch từ năm ngoái á. Thì trước khi mà các bạn muốn làm á, thì các bạn hãy kiếm cho Minh một cái rổ. Cái rổ làm sao mà nó lỗ nó lủng như vậy các bạn ha, lủng đều như vậy á, thì nhà mình có gì tận dụng cái đó. Thì mình có cái rổ rồi, mình có kiếm được cái thau thì nó vừa y cái rổ luôn nè các bạn nè. Đó thì mình sẽ lấy đậu ha, mình rải lên trên này, mình rải lên này thì mình canh cho nó vừa vừa thôi. Tại vì các bạn biết sao, khi mình ngâm hạt đậu ra nó sẽ còn nở tròn nữa. Thì các bạn nhìn thấy hạt đậu đã nở đây nè, lấy một cái cho các bạn coi ha. Các bạn nhìn trong này các bạn thấy nè, hạt đậu nó nở nó tròn lắm, nó cứng quá à, khó lấy quá đó. Hạt đậu mà khi mà nó tròn ra cỡ này nè các bạn, nó tức là cái tăng, nó tăng thể tích lên gấp 4 luôn á các bạn ha. Cho nên khi chúng ta làm cái này chúng ta cũng lấy vừa phải thôi. Nếu mà chúng ta lấy đầy cái này á thì nó sẽ bị chật, cho nên chúng ta lấy thưa thưa như thế này rồi chúng ta đi giặt, đi rửa và đi ngâm nha các bạn. Đi rửa và đi ngâm, chúng ta ngâm khoảng 6 tiếng đi, ngâm nước ấm ấm thôi chứ không cần hai sôi ba lọng gì đâu các bạn. Tại vì đậu hoài lan này cũng dễ mọc mầm lắm, nhưng mà các bạn cố gắng đừng có để bể hạt đậu nha các bạn. Nếu mà bể hạt đậu á thì nó sẽ không có nảy mầm được ha. Thì cái nguyên tắc hoạt động của cái lên mầm của cái đậu hoài lan là như vậy nè các bạn nè. Chúng ta ngâm 6 đến 8 tiếng rồi chúng ta bỏ vào cái khăn chúng ta ủ nha các bạn. Ủ một đêm. Rồi chúng ta đem ra chúng ta trải lên trên trên cái rổ này. Đó, hộp đậu nó to ghê chưa các bạn nè. Đó. Rồi. Đó mình đo rồi mà nó vẫn dư nè các bạn nè. Mình đo rồi đó. Mình lường rồi đó mà nó vẫn dư nè. Thấy không? Cái thể tích nó tăng lên nhiều quá các bạn. Nó dư thì nó sẽ chồng lên nhau. Nó chồng lên nhau thì khi chúng ta thu hoạch á nó không có đều các bạn. Tại vì chúng ta thu hoạch á là nó phải cách một khoảng để mà nó còn lên mầm lần thứ hai. Nảy mầm lần thứ hai, thứ ba các bạn. Thì chúng ta trong quá trình làm này chúng ta lựa những cái hạt nó nhìn nó không còn hở tốt nữa chúng ta bỏ ra nha các bạn. Tại vì nó sẽ làm thối, nó làm hình hư cái mẻ của chúng ta. Tại người ta bán cho mình thì người ta đã lựa rồi, còn mình làm là mình chỉ lấy hạt khô mình cất thôi chứ mình không có lựa. Thì bây giờ mình phải ngồi mình lụm mấy cái hạt nó xấu xấu mình bỏ ra. Hạt đẹp đẹp bỏ vô. Đậu hoài lan này cũng dễ trồng lắm các bạn, trồng rồi mình thu hoạch. Năm vừa rồi mình trồng nó nhiều lắm mà mình không có thời gian để thu hoạch đó các bạn. Mình để cho nó tới khi cây nó vàng mình hái một lần vô luôn, cho nên mình thu hoạch nó không được nhiều. Chứ nếu mà mình có thời gian á, mình cứ hái trái nào già mình hái trước đi, để cái mình phơi thì mình sẽ thu hoạch được rất là nhiều hạt. Tại vì cái một trái ra tới 7-8 hạt rồi các bạn. Thì mình phải kiếm cái rổ mình làm thêm rồi các bạn ơi. Cái này nó hơi bị dư. Nó bị dư thì nó hơi không có ấy. Vậy nha các bạn nha, khi các bạn làm vừa phải vô cái rổ thôi. Nếu làm nhiều quá nó sẽ chồng lên nhau á thì cái hạt đậu của mình á khi mình thu hoạch nó không ấy. Nó nứt nanh dễ thương không các bạn nè. Đó, ủ một đêm mà nứt nanh vậy nè. Đó, nó nứt nanh này các bạn thấy không? Cưng ha.
chúng ta làm nhẹ nhẹ thôi các bạn, chứ không để nó gãy cái mầm nó uổng lắm. Rồi chắc mình phải kiếm cái rổ nữa mình làm nữa. Rồi qua Minh Lường rồi chứ, mà sao Minh Lường sao mà nó hay dữ vậy nè, đúng mà dở ẹt. Mình cứ kiếm cái chậu nào cho nó vừa mình làm cho các bạn không sao đâu. À, mục đích của mình làm cái rổ kê trên cái thau là các bạn biết chi không? Để chúng ta cho nước vô á các bạn. Đó, cho nước vô ngâm nó. Tại vì á, hồi lúc trước mình làm á, mình tưới á, không xuể các bạn. Tại vì nó hao nước lắm, nó hút nước dữ lắm. Tưới một hồi thấy nó khô, tưới một hồi khô, ngày tưới 3 lần mệt quá. Cái sau này mình coi trên mạng á, nhiều người chia sẻ là đổ nước vô trong này nè các bạn, đừng có ngập hạt đậu thôi, rễ nó xuống đó. Rồi như vậy chúng ta sẽ bỏ vô cái túi ni lông mà chúng ta đi 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 ủ nha các bạn, đi ủ rồi cho nó lên mầm, nó lên mầm khoảng tới đây rồi chúng ta đem ra phơi nắng đó. Phơi nắng thì chúng ta được hạt đậu như thế này các bạn biết không, ở dưới này nó có nước các bạn, nó hút nước nè, các bạn coi cái rễ nó nè, nó bám nó chỉ ra, nó bám đầy như này đẹp không các bạn ha. Đó. Thì rau mầm á ăn rất tốt cho sức khỏe, cho nên á là mình sẽ cùng các bạn ăn mì gói ha. Đây là mì gói hôm nay mình ăn chay cho nên mình ăn mì gói lá bồ đề á. Thì trước khi ăn mì gói á các bạn nên trụng sơ qua đi, tại vì cái mì gói này bao giờ người ta cũng chiên rồi, ta trụng ta bỏ cái lớp dầu đó đi thì ăn sẽ không độc nha các bạn. Đó, rồi chúng ta mới bỏ gia vị vô. Đây là hành ngò nè, rồi chúng ta cho cái bột nêm vô. Đó. Rồi chúng ta đổ nước sôi vô chúng ta ăn nha các bạn. Chúng ta đừng có đợi làm lần đầu tiên mà lần thứ hai chúng ta hãy đổ nước sôi vô để ăn. Là mình muốn chúng ta lấy thêm vài hạt đậu cộng cắt vài cọng đậu bỏ vô, tại vì đậu mình để trong nhà các bạn đó, cho nó sạch sẽ lắm. À, không ai rửa đậu mầm hết các bạn ơi, khi mà người ta bán cho mình á là người ta cũng đã rửa rồi, cho nên người ta vô bịch là bán cho mình chỉ việc ăn thôi. À, không cần nhiều đâu các bạn, chỉ cần một nắm đậu thôi là chúng ta đã có một tô mì gói đơn giản nhưng mà chất lượng đúng không các bạn? Tại vì chúng ta rau chúng ta trồng. Rau này ăn sống được á các bạn, cho nên chúng ta chỉ cần trụng kia bằng là làm một miếng nước sơ thôi. Đó. Rồi đậy lại và chúng ta pha cà phê ngồi thưởng thức. Đó, đây cà phê gọi là cà phê cái ngồi nồi ngồi trên cái cốc. Mình có một cái thói quen á, là sáng nào mình cũng phải uống cà phê, nếu mà mình không uống cà phê thì ngày hôm đó mình sẽ lừ đừ lắm, giống như bị ghiền á các bạn. Thì tại vì mình bị giống như là nhiều khi máu nó không bơm lên não mình được, cho nên nó làm cho mình chóng mặt hoa mắt á, cho nên là mình phải uống cà phê các bạn biết không. Sau 2 ngày mình để cái rổ đậu của mình với lại trong thau nước ở trong bếp á, trong trong lò trong cái bếp lò, thì cái trong cái sinh tử chén cũng được, hay ở trong cái lò nướng của cái bếp á, ở Mỹ thì bao giờ các bạn cũng xài cái bếp ở trên, cái bếp ở dưới là người ta cũng có cái lò nướng. Thì mình trùm thêm cái bao ni lông này để cho nó ấm đó các bạn, thì nó nảy mầm rồi nè. Đó. Nảy mầm thì các bạn coi nè, nó rất là khỏe. Ừ. Rồi các bạn coi nè, cái rễ của nó nè, thấy thương không? Mình thì hết rổ rồi, cho mình lấy cái rổ đầy đại đi. Đó thì các bạn thấy nó dễ thương rồi. Bây giờ đó là mình phơi nắng nha các bạn. Tức là không cần đem ra nắng gắt đâu các bạn, mà các bạn để nó có hơi gió và có ánh sáng thôi các bạn, không có giống như giá mà mình giấu ở trong
tủ cho nó đen, cho nó kín để không có thấy ánh sáng, để nó khỏi bị đen. Nhưng mà ở đây thì nó cần ánh sáng nha các bạn. Đó, thì đây là những hạt đậu mà Minh làm cho các bạn coi này. Đó, mình để trong nước vậy nè các bạn, đi tại vì á để nha, mình không có khỏi phải tưới, mình rảnh á thì mình thay nước cho nó, còn không rảnh thì để 2 ngày cũng không sao đâu các bạn, thì miễn sao ra nước có trong là được rồi. Mà nước trong sạch thì cái hạt đậu mầm của mình nó sẽ tốt, đúng không các bạn? Rồi các bạn biết không, cái rổ mà nó nhiều lỗ như này nè, thì cái đậu của mình nó đã ha. Rồi có một hột rớt xuống đây nữa rồi, nó chưa có ra, cái hạt này nó chưa nảy ra. Nhét nó đâu đây cho nó có lỗ, đây đi cho nó xuống đó. Thì nói chung là nó sẽ đi đi tìm cái chỗ mà để nó cắm cái đọt, cái để nó xuống để hút nước đó các bạn. Các bạn yên tâm đi, khi mình vàng nó đủ thì nó ấy. Cái này mình để trong cái lò nướng đó. Cái mình lấy đồ mình bị làm nghiêng cái hạ rổ, cho nên nó hơi độ dồn vào một bên, nó không có chân cắm là nó sẽ không không phát triển được cái đầu mầm của nó nha các bạn. Đó. Rồi đẹp thôi các bạn ha. À, quá đẹp luôn á. Đó, rồi mình khoe cho các bạn coi nè. Bữa mình làm cho các bạn coi đó thì mình chưa có, các bạn chưa thấy là sự lên lại của cái lợt hai đúng không? Mình cắt xong rồi, cái mình mới còn bên này thì mình cắt mình ăn mì gói các bạn thấy đó. Rồi bây giờ á, cái đợt trước nó lên được dày này các bạn nè, sau 2 ngày nó lên được dày, các bạn thấy thích không? Đó, tức là mình làm một cái khay bự như này thì mình ăn được dày đợt đó các bạn. Đó, ở dưới thì mình cứ lót nước này nè các bạn thấy không? Đó, vì cái mâm này với lại cái khay này nó gần nhau quá cho nên là rễ nó bị cong, nó bị xếp hàng lại, nó nằm hết các bạn. Còn như trường hợp cái thao này á thì do cái lượng nước nhiều cho nên rằng là cái rễ nó xuống nó thẳng hơn các bạn ha, nó cắm xuống nước nó uống nước á, nó thẳng hơn. Thì vài giờ thì cái đây là cái video mình hướng dẫn tận tình về cách làm đậu Hà Lan, để cho các bạn nào mà ưa thích ăn đậu mầm á thì có thể tự làm. Bây giờ là mùa người ta bán rau rau cải ở ngoài chợ trời á, nhiều lắm. Các bạn có thể ra đó mua, mà các bạn hỏi họ nhé, là cái loại mà một trái mà ra 8 7 8 hạt á, cao sản như vậy á thì các bạn làm đậu Hà Lan nó mới được. Chứ trồng đi lấy hạt đi làm đậu Hà Lan chứ mình mua mắc lắm các bạn. Đó nè, nó lên cái thương các bạn ha. Đây là chừng 2 ngày nữa là mình có thể thu hoạch nữa rồi các bạn. Đó, mà mình muốn thu hoạch nữa thì mình đừng có cắt sát nha các bạn. Mình cắt chừa nó ra để nó còn một cái đường nó lên nữa các bạn. Nó đủ nước thì nó vẫn mập cây cối ha các bạn ha. Đó, mình thu hoạch được 3 lần như vậy đó các bạn. Thì nếu mà tính về kinh tế thì chắc cũng không đến nỗi nào mắc, nếu mà mình thấy mình thu hoạch được 3 lần đúng không các bạn. Thôi mình tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn trong video sau. Các bạn nào mà mới đến với kênh của mình á, nhớ subscribe ủng hộ kênh cho mình, với lại coi đăng ký kênh của mình á thì sẽ được coi những cái video mà mình chia sẻ sớm nhất. Tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn lần tới.